được một bịch bánh. Giờ mình cũng đói nữa. Thôi đừng nào á, đói hết chịu nổi đi rồi ăn. Rồi bây giờ mình đem vô bắt này. Rồi bây giờ mình sẽ bắt sâu. Bắt sâu á cho cây tươi tốt nha. Rồi hy vọng cây này nó lớn để có trái mình đem bán lấy tiền mua gạo ăn. Đói quá, không biết có ai có cho gì ăn không nữa. Đói bụng à, con cháu gái. Ôi chào cháu gái. Dạ con chào ông. Không có gì ăn không? Ta đói bụng lắm, ta không có ăn này một năm rồi. Trời ơi, trời ơi, ông nhịn đói gì một năm như vậy? Con nhịn đói một ngày con còn không chịu nổi luôn á. Cái gì nhập lộn lộn, một ngày trên trời là bằng một năm dưới đất. À, ta lộn, ta nhịn đói một ngày, ta đói muôn chân luôn ta cho rồi, con có gì ăn không? Mình có nên cho ông ta bịch bánh đó để mình ăn cả ngày lận, nếu mình cho là mình lấy gì mình ăn? Ta đói quá, ta đói sực chết luôn rồi, đói quá. Thôi kệ, hồi nãy thấy ông lão đói bụng tội nghiệp quá, thôi mình cho luôn đi. Có gì ăn không con? Đợi con chút xíu nha ông lão. Nè ông lão. Bánh hả? Này ngon lắm á nha. Bánh này chắc ngon dữ rồi nha. Thử coi. Ngon quá, ngon. Còn miếng cuối còn ngon quá. Nhưng mà ta chốn cho con còn gì ăn nữa không? Dạ không, con chỉ còn có một bịch bánh này duy nhất nè. Nhà con còn có bịch bánh này thôi hả? Dạ. Vậy chiều nay con ăn cái gì? Dạ, con nhịn đói. Ồ, vậy con có gì con cho ta hết luôn rồi vậy hả? Dạ. Thấy con tội nghiệp quá. Con quả là một cô gái tốt bụng, giúp đỡ người nghèo khó mặc dù mình không có gì để ăn. Được rồi, ta sẽ cho con một món này. Ha ha ha. Hả? Ủa ông là ai vậy? Ông lão hồi nãy đâu? Ta là ông Bụt đây. Hả? Ông Bụt? Ta thấy con tuy nghèo nhưng mà rất là tốt bụng. Có một bịch bánh thôi nhưng mà cho ông Bụt ăn hết rồi. Vậy còn xứng đáng có một phần thưởng biên. Ha ha ha. Đây là cái bịch bánh để cho con ăn đây. Wow, con cảm ơn ông Bụt. Biết con rất là đói nên cho con mấy bịch bánh nè. Wow, quá trời bánh luôn. Cái này bằng mấy ngày con lụm với cha luôn đó ông Bụt. Con xứng đáng có được phần thưởng này. Cái cây này là cây gì vậy? Dạ cái cây á của con trồng cho nó lớn lên để có trái con bán mua gạo. À, như vậy ta sẽ tặng con thêm một phần thưởng nữa. Ồ, biết. Mỗi lần con làm một việc tốt thì cái cây này sẽ cho con một món quà. Hả? Con cảm ơn ông Bụt nhiều lắm. Thôi, như vậy được rồi, ta còn phải đi giúp đỡ những người khác nữa. Rồi, tạm biệt con nha, ta đi đây. Bé ông Bụt. Hôm nay mình hên quá gặp được ông Bụt. Đúng là ở hiền gặp lành thôi, mình vô ăn bánh đây. Ồ, vậy là hồi nãy mình làm được việc tốt rồi đó. Thôi bây giờ mình lại cây con có gì không? Hồi nãy tôi làm được việc tốt á, cây có cho phần thưởng gì tôi không? Ồ, tiền lợi ra kìa, mừng quá. Ôi, 500 ngàn luôn. Vậy là mình mua được mấy bịch gạo rồi đó. Wow, nhiều tiền quá vậy. Ôi. Thôi mình nghe không làm là cây biến ra tiền hả? Cái này là vụ lạ nha. Bây giờ mình sẽ là đặng hận. Chán, phải cây này hồi nãy là biến ra tiền đúng không? Đúng rồi, hồi nãy em làm được việc tốt á cho nên Bụt cho em đó. Ủa vậy hả? Vậy cây này em có bán cho anh không? Không, cái này là cây gia tài của em mà em không cho anh đâu. Đi, em bán nhiều anh cũng ra giá hết. Không, em không bán cây của em. Em không bán đúng không? Thôi anh có công chuyện rồi, anh đi về nha. Có ai mà giàu như mình không? Ủa, nhà xe đất tới tấp nập, tài sản tăng liên tục. Giấy hồng, giấy xanh, giấy đỏ, sổ đỏ, sổ đen có hết. Giàu quá, chứ sao sao hết. Giàu quá. Ông chủ, hồi nãy em thấy một cái cây em biến ra tiền. Gì? Cây biến ra tiền hả? Đúng rồi. Sao đi? Giờ là buổi giờ làm cây biến ra tiền. Thiệt á, ông chủ không tin hồi, nhưng mà em tin thiệt á.
em mắt em thấy luôn á. Chính mắt thấy? Đúng rồi. Anh đùa, chính mắt thấy luôn à? Nhưng mà cây đó có chủ rồi. Mua nó về cho tao mày. Nhưng mà em ra giá nhiều nó cũng không bán nữa. Ui, mày thấy tao giàu vậy nè. Đỏ với hồng có nhiều mua hết. Đúng rồi, dẫn tao lại đó mày. Tính không? Gì mày dẫn, dẫn qua em tới mày. Thằng kia kìa. Ở tới rồi hả? Đúng rồi, đúng rồi. Ui, đi tháng dẫn tới. Này, chỗ này nè ông chủ. Mấy anh làm gì đến nhà em đông dữ vậy? Có gì đâu. Cắt cho anh rồi. Dạ. Chuyện là cái gì? Đúng rồi. Ta nghe Mạnh nó nói là ở đây có cây nào một bé tiền. Phải đúng không? Rồi. Cây này một bé tiền nè. Có tiền không? Dạ có, thiệt đấy nè. Hồi nãy em mới được 500 ngàn lận đó. Wow. Đúng. Chưa, em nói đúng lắm. Nó biến sao ra 500 ngàn? Đúng rồi. À, nếu mà bây giờ mình làm việc tốt rồi nó sẽ cho quà mình đó. Vậy hả? Vậy cây này giờ bán nhiều? Không, em không bán đâu. Của em không bao giờ bán. Bán đi nè nè. Anh có điện thoại xịn nè, mới xài được có mấy chục năm mà. Trời ơi, mấy chục năm lận hả? Thôi, em cũng không bán. Anh đùng. Ông chủ, gà giá đắt hơn đi ông chủ. Gà giá đắt hơn luôn đi. Được rồi, tôi sẽ đổi nó giấy đất lấy cái trồng cây nè. Đây, có giấy đất nè, còn có bán không? Không luôn. Bán nè. Không, nhỏ này hôn, nhỏ này khôn lắm anh. Khôn lắm ông chủ. Ông chủ, gà giá còn đắt hơn nữa đi. Trời, nó giấy nhà nó coi. Sổ nhà, giấy đất, ruộng, bò cò, ai gãy cánh luôn. Nhưng mà mình đổi được cái cây đó, mình sẽ ngồi không, mình ăn. Tại nó ra tiền mà. Mình khỏi còn đi làm, đi mướn, mất công nhức đầu đúng không? Đúng rồi, ông chủ hơn là sáng suốt luôn á. Ta Lương là người sáng suốt nhất. Bây giờ ta sẽ cầm hết tài sản này cho nó để đổi lấy cái cây ra tiền. Đây nè, con kia. Bây giờ ta sẽ đổi hết đất đai, nhà cửa, cò mai, gãy cánh, què cánh gì luôn. Đổi đen cây nhỏ xíu rồi, hiểu không? Trời ơi, tài sản của ông kêu nhiều dữ vậy mà kêu đổi. Thôi mình phải đổi mới được. Ok, em sẽ đổi luôn. Đổi luôn hả? Đổi chứ. Rồi. Nhìn mặt nhỏ nó khôn nhưng mà nó ngu quá ông chủ. Ồ, đúng rồi, cái cây giả tiền thì mới đi đổi mà cái này nha. Ngu thiệt. Thôi mà hồi đừng nói nó biết. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đất gì để đưa hết luôn. Rồi, ok. Rồi, học lại, ok rồi, chưa? Bên nó về. Dạ. Cứ lấy thôi mày. Đi thôi. Đây. Trời ơi, nhiêu đây tài sản là mình giàu to rồi. Bây giờ mình phải giúp những người nghèo khổ mới được. Rồi, bước vô nhà, biến cái tiền cho tao anh. Dạ. Yeah. Ủa mà nhà đâu mà về anh? Ủa, nó chết ngựa, nhà đưa nó hết trơn rồi. Đúng rồi. Đây, mình có cái liệu này nè. Ủa, cái nhà này là của em mà. Không, không sao, lát biến cái tiền chia cho mày. À, được, đi. Được, được, được. Nhưng mà làm sao mình biến ra tiền được? Sao hả? Đúng rồi. Ờ, này dễ thôi. Làm sao mà biến ra tiền được ta ha? Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai mày. Để anh quan sát một bộ tiền nha. Ừ, lùm, có trong đây anh xì ra không? Đúng rồi. Mà em thấy toàn là đất với cây không à. Ủa sao nãy mày nói biến ra tiền sao giờ mày biến hết coi? Chắc là có thằng chú gì á. Đã rồi. Có đâu? Đúng rồi. Ảo giác. Đúng rồi, chắc là nãy gió vung cây ra. Để em làm lại ha. Làm lại. Thằng chú này là thằng chú bí chuyện của ông, của nội em để lại á. Đúng là mình làm cái gì đúng không? Ông là trả nội ra rồi. Thôi không phải, cái lá nó rung. Kỵ nha. Kỵ ta. Mệt quá, mà còn đói bụng nữa, giờ sao ông chủ? Chị vô nhà lấy đồ ăn ăn. Nhưng mà nhà hồi nãy anh bán hết trơn rồi, còn nhà đâu ăn gì? Vô đất. Ồ, đất không bán luôn rồi. Đúng rồi. Mà sao giờ cái cây này nó không ra tiền nè? Đúng rồi. Hay là mình có cây này, bây giờ mình đổi lại đi. Hả? Đúng rồi, nhưng mà không biết là có lợi gì được nữa. Nó làm gì chịu, còn nó không đó mày. Đúng rồi. Nhưng mặt nhỏ nó ngu vậy thôi, nhưng mà nó khôn dữ lắm. Nó khôn biết sớm luôn á. Ôi, sai lầm rồi. Chủ ơi. Dạ, cái đau bụng quá, chắc em phải đi rồi. Ê, mày ở lại mày biến ra tiền cho tao chứ đi đâu mày? Ông chủ còn cái quần gì ở đâu mà em ở lại với ông chủ. Mình mất hết rồi. Ngay cả có thằng đại tớ cũng không còn nữa. Em biết mà. Trời ơi, bỏ tao đi luôn rồi. Tạm biệt ông chủ nha, bye. Nhớ mạnh khỏe nha. Tại cái tính tham lam của mình mà bây giờ mình mất hết rồi. Ủa, em thấy ông chủ có mất hết đâu. Cái gì không mất hết, chỉ còn chủ, gì nữa.
còn một cái nịt đó. Nịt hả? Ừ, rồi. Cái này tính làm chi? Trời nắng quá anh ơi, anh kia nắng kia đi. Để anh kia nắng cho. Em đi mỏi dỗ quá hả, kiếm chỗ nào nghỉ ngơi đi anh ơi. Đang đẳng có như có cà phê hay là lại đẳng uống đi. Ok anh, đi anh. Có tiền nước rồi kìa em. Rồi vô hỏi anh. Chị tin ngọc đỏ nước lọc, em uống nước gì? Em uống nước gì cũng được. Vậy hả, chủ quán bán cho em chai Pepsi đi. Ôi trời ơi, anh nghĩ sao, da em đen vậy rồi mà anh còn cho em uống Pepsi, anh muốn cái da em đen như vậy hả? Vậy em muốn uống nước gì? Em uống gì cũng được. Ủa, hồi nãy á, em nói uống gì cũng được thì anh mua này rồi, còn em muốn gì nữa? Thôi, cứ lấy đại cho em trái dừa đi. Chủ quán lấy cho em trái dừa luôn. Đây, nước của em đây. Dừa này ngọt quá, không uống nữa đâu. Vậy em uống nước gì? Thôi không uống nữa đâu, uống ghế bị tiểu đường luôn á, em không uống nữa đâu. Anh ơi, giờ em thèm bánh quá à. Thèm bánh hả? Trời ơi, khỏi lo. Chủ quán, lấy cho em một bịch bánh. Thôi, đây bịch bánh của em đây. Cảm ơn anh nha. Em cứ ăn đi, ăn không mái đi. Em chỉ cần kề vai sát cánh với anh thôi. Cả thế giới này để anh lo. Mà em nghĩ lại nữa, cái điện thoại em nó bị hư rồi, anh mua cho em cái điện thoại đi. Điện thoại hả? Cái điện thoại mất tiền dữ lắm mà mình lỡ hứa rồi. Thôi kệ cho luôn, mình không cho là nó bỏ mình buồn lắm. Đây iPhone 13 bà đồ mắt đây em. Wow, đúng là anh yêu của em số 1 luôn. Anh, hay tối nay mình đi bar đi. Ừ cũng được á. Ừ, tối nay mình đi bar mình sẽ quẩy nhạc hen. Ừ, anh chiều em luôn. Thôi đi anh. Đi. Tới quán rồi em ơi. À, chỗ này đẹp quá hả? Ủa cái quần lót khác đâu? Trời ơi em tưởng đi đâu vậy? Mình đi ba thì phải bận đồ đẹp lên để mấy em gái mới để ý á. Anh giao cho mấy đứa để ý nha. Không. Chị tội nó bỏ luôn á. Không, anh nói cho nó xuống thôi em ơi. Ủa nhạc ảo à, nhảy lên anh ơi. Chạy đi. Ba về vui anh ha. Ừ đúng rồi đó. Em chỉ cần đi theo anh đi, cái gì anh cũng mua được hết á. Mà anh này, em có một yêu cầu nho nhỏ thôi. Như vậy? Anh thấy cái bức tường em thắng băng không? Thấy. Anh cho tiền em đi đi thăm Mỹ đi. Vậy hả? À không sao đâu em ơi, đó anh lo được. Cảm ơn anh nha. Ừ. Tiêu rồi, tiêu rồi. Hồi lần trước á, mình mua điện thoại là muốn hết tiền rồi. Còn bây giờ ha, đồ đi không Mỹ nữa, tiền đâu mà đưa trời. Nếu mà mình không có tiền á, thì nó sẽ bỏ mình, thì mình sẽ buồn lắm. À đúng rồi, hay là mình hỏi Dr. Trang đi, coi coi có cách nào kiếm tiền được không? Dr. Trang ơi, Dr. Trang ơi, Dr. Trang ơi. Nói không chuyện rồi, cái này là tới không chuyện thiệt luôn á. Tới chuyện gì, nói đi. À quên nữa, không nói sao em biết ha. Bây giờ á, anh đang thiếu tiền á. Nên anh đang cầm tiền á, mà em biết có công việc nào mà có thể kiếm tiền được không? Biết chứ. Ủa cách gì vậy em? Đó chính là sanh khủng long. Trả tiền sao em? Một con 1 triệu. Hả? Rồi một con 1 triệu, nếu mà tính xương xương bắt 10 con thì chắc 10 triệu á, chắc đủ luôn á. Nhưng mà cái đó nguy hiểm lắm nha. Ok, chơi liệu nhiều. Đây chính là quả cầu thu phục khủng long. Wow, cảm ơn em nha. Mình đi đâu để bắt khủng long bây giờ? Cánh cửa thời gian chị ra. Ôi trời ơi, ở đây là hơi dây khủng long hả? À. Trời ơi, đằng kia con khủng long bự chưa bá luôn kìa. Ôi, con khủng long kìa. Bây giờ mình đã thấy được mục tiêu rồi. Nhưng mà mình tay không có sắt làm sao có thể lụm nó được. Đông Tài Trang ơi, Đông Tài Trang ơi, cứu anh. Trừ 200k tại vì mua vũ khí. Trời ơi, vũ khí nè. Ồ, nhưng mà thôi kệ, có còn đỡ không. Trời ơi, mình bắn 3 phát mà nó không chết mà nó còn giết mình nữa, coi trời. Má ơi, con bố cũng không biết con tụi bần rồi. Hên quá con lòng, nó hết giết mình rồi, nhiều khi mình mất tiểu mà chưa kịp tiểu luôn á. À quên nữa, cái chàng nán này sao bắn được. Đông Tài Trang ơi, Đông Tài Trang ơi, cho vũ khí mới đi. Vũ khí càng mạnh thì càng tốt. Cho anh thêm cái vũ khí nữa nè, nhưng mà trừ 700k. Ủa cái gì vậy?
cái này là gì? Trời ơi, trái bơm mà. Nghe nói trái bơm này nó nổ dữ lắm nè. Cảm ơn Dr. Trang nha. Vũ khí này chắc có thể chơi lại con khủng long á. Thôi giờ mình đi săn nó. Hồi nãy mày dám dĩ tao, giờ tao sẽ dí mày lại. Mình thấy con khủng long rồi các bạn ơi. Lần này nó có đi không có về rồi. Lần này mình xài vũ khí mới nha các bạn. Đó là đủ đạn. Bây giờ mình sẽ dùng cho anh em con luôn nè. Hai đằng đẳng. Trời, húi quá. Trời, tự nhiên mình húi làm chi vậy? Húi khủng long. Con khủng long trong đây nè, Dr. Trang. Anh bắt được một con khủng long cho nên được 1 triệu. Bị giờ 900 là tiền mua vũ khí cho nên anh còn 100k. Hả, còn 100k thôi hả? Trời ơi, tôi nói kiếm tiền khó quá. Nhưng mà thôi kệ, miễn sao có tiền là được rồi. Để đi thăm Mỹ cho bé Min. Sau khi em thăm Mỹ, anh thấy em như thế nào? Anh thấy khác rồi đó. Chỗ nào nó cần lội thì nó sẽ lội rồi. Cảm ơn anh nha. Này, anh thấy em dễ thương lắm ơi nhờ. Trời em mà. Ôi, đẹp trai kìa. Trời ơi, em đừng nói, ngại lắm. Đi ra đi. Em đi đâu vậy? Tưởng đâu em khen anh chứ. Anh đẹp trai nhà giàu. Hồi đẹp trai em còn nhà giàu hướng gì chịu nổi. Dạ dạ nè em. Dạ đi. Đi thôi. Ủa rồi còn bạn trai em sao? Cái nào đồ cũ rồi mình đi dứt đi đến nơi, mình xài đồ mới thôi. Trời hợp lý em, đi thôi. Trời ơi, năm năm mình bán mạng kiếm tiền cho nó sửa sang. Bây giờ nó đẹp rồi, nó bỏ mình. Tại sao còn khóc? Ủa ông già này là ai ạ? Ba là một đây. Ta có thể giải quyết mọi chuyện khó trên đời này. Vậy hả? Để con kể ông Bụt nghe nè. Con ngu nó 5 năm mà giờ sửa sang đẹp quá trời đẹp. Giờ nó đi chung với thằng khác bỏ con rồi. Ấy chà chà, cái vụ này căng rồi nha. Con không nghe người ta nói sao? Bắt than lên hỏi ông trời. Có tiền cho gái có đòi được không? Ông trời bảo rằng không, tao còn bị dụ muốn chi làm gì. Ủa sao không biết con bị dụ? Trời ơi, con kể cho ông Bụt nghe nè. Hồi đó con nghe người ta nói con này cái khụ rồi, nhưng mà con nói tin, vợ con tin thiệt rồi. Ôi ơi, giúp con đi. Trời ơi, cái vụ này ông trời em giúp được nó chi ta. Thôi con khóc tiếp đi, ta đi đây. Ồ, giết. Hả, sao ông Bụt không giúp con? Ừ quên nữa, hồi nãy ông Bụt nói ông trời giúp con không được nữa mà nói gì ông Bụt. Bây giờ mình có lo làm thôi chứ đừng có bao giờ ham gái gú nữa. Ba tiếng trường phụ. Hôm nay là ngày gì? Hôm nay là ngày tổng kết năm học. Đúng rồi, cái con đã học được gì? Dạ học được gió rất là nhiều. Vậy bây giờ hai con hãy thử múa dài đường cho ta coi thử coi. Dạ sư phụ, con học được tuyệt chiêu nhất kim chỉ. Tuổi nhỏ nhưng mà đã học được thì chiêu nhất kim chỉ. Được, học công phu, tốt. Rồi, bây giờ tới Dương. Dương học được gì? Dạ, hư sư phụ, con đã học được tuyệt chiêu Giáng Long Hợp Bát Chưởng. Để con chưởng vô mặt sư phụ để cho sư phụ coi nha. Bê bê bê, chưởng chết tao mà, chuẩn bị kia kìa. À, đi con quên, con quên. Vậy. Ủa hay. Ủa, hay tuyệt chiêu của con. Đổ hay chưa cho luôn. Được. Ta thấy Dương con đã luyện được tuyệt đỉnh võ công rồi đó. Nhưng mà chưa. Để ta truyền cho con nốt cái võ công còn lại. Dạ. Không có Dương lại. Con cảm thấy trong người con đang mạnh dần. Rồi. Mà sư phụ đang chuyển. Xong rồi đó. Ủa mà sư phụ truyền cho con võ công gì vậy? Đây là võ công Minh Đồng Gia Sắt, tuyệt đỉnh thiên hạ, đao thương bất nhập. Bây giờ con đã vô địch thiên hạ rồi đó. Không ai có thể đánh bại được con. Cảm ơn sư phụ. Chúc mừng đại sư huynh đã có võ công cái thế. Không có chê, không có chê. Chúc mừng con đã có võ công vô địch thiên hạ. Bây giờ con hãy thải ta đi xuống núi, giành chức minh chủ võ lâm cho ta. Tuân lệnh sư phụ, con sẽ không làm sư phụ thất vọng.
Con hãy đi mau về mau, ta và sư muội con đợi ở đây. Con đi đây. Chúc con may mắn. Một năm sau. Báo cáo sư phụ. Hả? Có chuyện gì? Sư huynh đã. Sư huynh đã sao? Ôi, tao biết nó thế nào cũng giành được chức võ lâm minh chủ mà giành được phải không? Con chưa nói hết sư phụ ơi. Tao biết nó giành được chức võ lâm minh chủ rồi, hỏi nó nhiều rồi. Mất công. Dạ không phải luôn sư phụ, xin huynh đã. Sao hôm nay bệnh nhân ít dữ vậy ta? Ngồi nguyên một ngày trời luôn mà không có ai. Bác sĩ ơi, khó hơn bị đau cục hờ. Bị đau cục hờ, cuối cùng cũng đã có bệnh nhân. Bị ruột thừa là phải mổ gấp, mà mổ gấp là mình phải cần gây mê chứ. Rồi. Rồi bây giờ mình phải chích. Trước khi chích mình phải cần chùi một miếng không được. Rồi bây giờ mình sẽ chích thôi. Ủa sao gãy cái kim luôn rồi? Không được rồi, gây mê không được. Thôi bây giờ mình phải mổ liền mới được. Đây chính là cái kéo. Ủa sao cứng ngắc vậy? Không được rồi, thôi phải dùng biện pháp này. Đây. Rồi. Ủa sao không được nữa? Thôi phải dùng biện pháp cuối cùng. Chính là cái này. Đây chính là biện pháp cuối cùng. Nếu không được thì thua luôn rồi. Rồi. Ủa sao cứng như vậy? Không lẽ mình ngọc da sắt hả? Rồi không được rồi. Chịu thua. Rồi ca này không được rồi. Bác sĩ bó tay rồi. Con chưa nói hết sư phụ ơi. Sư huynh đã ngậm củ tỏi. Tại sao? Tại sư phụ hết đó. Ủa sao tại ta? Sao? Tại vì sư phụ truyền võ công mình đồng da sắt cho đại sư huynh, mà đại sư huynh bị ruột thừa cho nên bác sĩ mổ không được, cho nên bị ngẫm luôn. Quá ra là do ta hại con của. Như vậy đúng chưa sư tỷ? Không, xíu nữa. Xíu nữa. Xuống nữa, xuống nữa. Nữa hả? Xuống nữa. Trời ơi, gì ơi, gì vậy? Cậu là ai vậy? Tôi là thằng xấu trong cậu nè. Công nhận á, mà cậu cũng xấu rồi cơ. Khỏi còn phải khen đâu, tôi nói cho ông biết nha. Ông đừng có bảo vợ trả tiền cho cái thằng bản thân nha. Sao hả? Dạ mày muốn nói thẳng không? Thẳng đi. Tao nói cho mày biết nè. Sao? Ai kêu hồi đó mày ngu, cho tao mượn 5 triệu chi giờ mày la hả? Rồi. Xuống xe mày không còn chơi. Nghe lên nó. Xuống xe mày. Xuống xe. Xe mày. Chơi mày. Tao nhìn thì mấy lâu nay rồi. Chơi mày. Chơi mày. Chào mừng Minh Mạnh đã đến với môn phái của ta. Ủa? Cái ông này là cái ông sư phụ hả mày nói với anh hả? Đúng rồi, sư phụ kìa, chào sư phụ đây. Chào sư phụ. Bái kiến sư phụ. Bái kiến sư phụ. Để học được tuyệt học võ công thì các con phải trước tiên là phải có cái nền tảng trước. Ta sẽ chỉ con các bài quyền để mình vận công nó dễ hơn, từ đó mới nâng cao được. Vậy con vô lâu quá, con có cần học không sư phụ? Tập luôn chứ, tập luôn cho nhớ nha. Đó nè, bài tập đầu tiên đó chính là khí tụ đang đi. Đi. Vậy đúng chưa sư tỷ? Chưa, để sư xuống. Vậy nè, rồi để yên còng hết sức vô. Không vậy được không? Không, để vậy nè. Vậy hả? Xuống nữa, còng. Ok, chạy thôi. Không, vậy nè, đó. Như vậy đúng chưa sư tỷ? Không, xíu nữa. Xíu nữa. Xuống nữa, xuống nữa. Nữa hả? Xuống nữa. Đạo quá. Cái gì vậy? Có cái gì vậy? Không nổi làm gì vậy? Chứ đồng hồng chứ có thấy. Đã thiệt chứ. Đứa nào? Con. Đi, thẳng ra. Mình muốn cúp mắt đi chỗ khác nha. Chỗ này giải tán đám đông lấy đâu mà sư phụ dạy. Xin lỗi sư phụ nha. Tại hồi nãy con lỡ dạy á. Hồi nãy sư tỷ kêu con dùng tuyệt chiêu đó. Cái xong bùm cái khui quá trời khui luôn. Rồi, bỏ qua đi. Tập thứ hai nè. Chuẩn bị. Hải bàn tung cánh. Trời ơi cái gì mà hôi mùi nát
Con nhắc chi vậy? Trời ơi, con là sư phụ, con nè. Trời ơi, chú sư phụ đừng khen nha. Con biết không hay rồi, đúng rồi. Đừng khen con. Dạ dạ. Đâu như vậy em mà khen anh, chửi anh thì có á. Minh đi nha, còn lần nữa ta đuổi học luôn. Rồi, tập tiếp. Chiều cuối đích tập võ công thâm hậu nè. Đại bàn tung cánh bay. Bay lên trời luôn. Bay lên chưa ta? Đụng cái này không á. Chưa thành công hả? Không á. Chưa thành công hả? Ghê nha. Hai cái đứa này đang học mà xả chiêu nữa. Con kiềm chế không được nữa, nó tự ra. Đúng rồi sư phụ, tự nhiên trong người con phát ra, con kiềm chế không nổi nên nó ra luôn á. Thôi, ta thấy hai đứa con tốt nghiệp luôn được rồi đó. Đứa khí tụ đen điên, đứa đại bàng tung cánh, vậy là vô địch thiên hạ luôn rồi. Ai chịu nổi. Rồi thôi đi. Cảm ơn sư phụ. Cảm ơn sư phụ vì đã dạy cho con phát huy được cái võ nghệ từ thời ông Tú Nội đi lại. Bây giờ ta cáo từ sư phụ nghe. Đi đây. Cáo từ sư phụ. Sao nhìn mặt con khờ ít vậy chen? Trời, sư phụ nghĩ sao vậy? Một đứa thì hơi nách, một đứa thì địch thối. Gặp con đứng ngay chỗ giữa hang con hửi hết luôn. Trời ơi, lần nào mới lớp cũng trúng hai cái đứa này chắc ta cũng nghỉ dạy sớm quá. Của sư phụ á, anh em mình mới quen biết nhau đúng không? Ừ, bây giờ tôi với ông chơi thân ha. Tôi có bịch bánh nè, ông ăn không tôi cho ông ăn nè. Ừ, đâu, bịch bánh của ông đâu? Bằng thôi. Con ngon, bịch bánh của ông ăn cũng ngon. Tôi cũng có bịch bánh nè, ông ăn không? Ăn. Rồi bây giờ á, trời từ từ giờ chứ gì sao, tôi với ông có phước cùng hưởng của ông chia. Ok, lập hệ đúng không? Thôi, được rồi, lập hệ chứ. Nè, ăn miếng bánh coi. Ngon ha. Bánh của ông ngon á. À, ăn bánh tôi ơi. Bánh ơi, bà dán nó nghe nè. Cái gì vậy ông nội? Tôi nói này, ông phải dán giúp tôi nha. Trời, ông không nói sao tôi biết được chứ. Ông có 5 triệu không, cho tôi mượn 5 triệu đi. Cái gì? 5 triệu là bằng 1 tháng lương của tôi á. Đi ông cho tôi mượn đi, em tôi kẹt dữ lắm. Cái gì ông kẹt gì mà dữ hả? Ông không giúp tôi là tôi chết trong coi. Cái gì ghê vậy? Nhưng mà chừng nào ông trả? Tháng sau tôi trả, anh em mình cũng đã từng có câu có phước cùng hưởng có quả cùng chia mà. Ok, nghĩa tình là anh em chúng ta phải có phước cùng hưởng có quả cùng chia đúng không? Ông cho tôi mượn 5 triệu đi. Nè, 5 triệu không à? Cái gì vậy? Lấy tiền rồi mà chạy nhanh dữ vậy trời. Để coi hôm nay tới hẹn cho ta. Hả? Tới hẹn rồi, để điện mình mới được. Tao bắn mày tới chuyện mày luôn. Quá. Trời ơi, trời ơi, thằng nào nó điện vậy trời ơi. Alo, điện cái gì? À Minh hả? Thôi hôm nay là tới hạn đó, ông đủ tiền trả cho tôi chưa? Thôi rồi, biết rồi ông nội ơi. Tiền bạc là anh em có phước cùng hưởng của hoặc cùng chia mà. À trời, dạo này ông kẹt đó hả? Ừ. Thôi kệ, tháng nay ông kẹt thì tháng sau ông trả ha. Cứ để tháng sau tôi trả. Trời ơi, gọi vậy thôi nha. Thằng này đen chưa game điện. Mệt ghê vậy, chưa tiếp coi. Mới đây đã trôi qua 1 năm rồi, bây giờ mình sẽ điện cho mình mới được. Hôm nay là tới ngày hạn rồi. Đơn chuyện nữa rồi, á à, mày mọc máu. Rồi. Chịu nó, cái thằng này điện hoài. Từ chối đi. Hả? Bắt quá hả? Điện lại mới được. Thằng này nhanh dưới trời, điện hoài. Tắt máy luôn. Hả? Tắt máy luôn hả? Rồi. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng đừng bao giờ gọi nữa. Cái gì trời? Ui, gọi hoài không được luôn. Vậy là nó chặn số nó. Ôi trời ơi, cái đó không phải là đùa đâu. Cái đó là một kháng lương của mình đó. Bây giờ mình phải qua nhà đòi tiền mới được. Đi thôi. Tới nhà nó rồi mà nó đi đâu rồi trời? Tới nhà nó mà không thấy nó, chẳng lẽ nó đi làm? À, mình có một cách rất là hay. Bây giờ mình sẽ chặn con đường nó đi làm để cô mình có thấy nó không. Cái này không tin là không thấy luôn á. Đi thôi. Ôi, tới giờ đi làm rồi. Thôi, nghĩ lại mình cũng không biết đúng hay sai nữa ta. Mình mượn tiền mạnh mình chưa có trả nữa. Thôi, ủa, anh Tân kìa. Lại hỏi anh Tân mới được. Ủa, anh Tân, anh đang làm gì vậy? Con cá em. Đáng giờ không có cá nào trên. Ủa, đi con cá. Trời ơi, có móc mờ vô đâu dính cá. Anh ơi, đúng là anh Tân mà. Anh Tân, em có chuyện này muốn hỏi anh Tân nè. Chuyện gì em? Tôi thiệt với anh là em có mượn tiền thằng bạn thân. Em cũng không biết có nên trả không nữa. Anh giúp em đi. Đương nhiên là không trả rồi em. Sáng nè anh có coi Vinh Hải á, ta chỉ gì nè. Người bình thường á, người ta sẽ tập thể dục,
tập yoga cho eo thon khỏe người. Mình thiếu nợ mình tập cái khác. Ủa, tập cái gì anh đang chiếm đi? Mình tập hít thở. Hít vô mà, hít vô thở ra. Ủa chi vậy? Đó, mình thiếu nợ là mình phải tập à, khi mình hít vô đó, tập hít vô đó, cho da mặt mình nó dì ra này nè đó. Lỡ thí dụ người ta tới người ta đòi á, đưa cái mặt ra, đưa cái thớt ra, như cái thớt vậy đó, bấm hoài á đâu có nát đâu, chỉ mòn ta. Nghe anh Tần nói có lý á. Anh nói chơi á. Nói chơi hả? Mình gặp khó khăn hoạn nạn có bạn mình giúp đỡ cho mình, thằng bạn đó là thằng bạn tốt á. Nếu mà nói một cách khác, đó là ân nhân của mình luôn á. Nó giúp mình qua cơn hoạn nạn khó khăn mà mình đi nở lòng nào mình đi giật tiền đó. Đó, thấy kỳ không? Làm vậy thất đức con cháu lắm em ơi. Trời lắm, về xả nó đi. Vậy em cảm ơn anh nha, thôi em đi đây. Không cảm tiếp nè. Ai... Bây giờ nhìn lên trời ngắm chim bay lượn nè, nghĩ về bản thân của mình thôi. Mà nãy nghe anh Tân nói không có lý. Nếu mà mình trả nó thì tốn 5 triệu. Mà 5 triệu của mình thì mất một tháng luôn. Ây da, hay uổng tiền nha. Công nhận ca này khó đó. Ủa? Cậu là ai vậy? Tôi là thằng xấu trong cậu nè. Công nhận mà cậu cũng xấu rồi ca. Khỏi cần phải khen đâu, tôi nói cho ông biết nha. Ông đừng có bảo vợ trả tiền cho cái thằng bản thân ông nghe. Sao hả? Trời ơi, nói ông nghe nè. Ba ông bị hối nách rồi. Lấy tiền đó mua chai lưng nách về lăn nách đi. Chi cái đừng làm khổ anh em vậy chứ. Thôi, tôi nói vậy thôi, bây giờ tôi đi đây. Nghĩ lại, nách mình cũng hôi thiệt. Khổ trả không? Nhất quyết, khổ trả. Ê, nữa thằng ông Tú nội. Ông nghe tôi nè, ông tôi là thằng bạn chí cố ông nè. Ông yếu tiền tôi năm rồi đó, ông chưa trả được tôi á. Mà ngược lại nữa, ông còn chặn số tôi nữa. Tôi nói ông nghe nè, tôi kẹt tiền quá mà thôi ông để tôi đi đi. Kẹt tiền cái gì mà kẹt? Kẹt gì mà hơn năm rồi đó. Hey, giờ mày muốn nói thẳng không? Thẳng đi. Tao nói cho mày biết nè. Sao? Ai kêu hồi đó mày ngu, cho tao mượn 5 triệu chi giờ mày la hả? Rồi rồi, tôi biết rồi. Hồi đó hoàn cảnh ông rất là khó khăn nên tôi cho ông mượn, giờ ông còn nói lên mặt tôi hả? Ông giúp tôi chết trong tay. Tao nói cho mày biết nè, hồi đó là hồi đó, bây giờ là bây giờ, giờ tao không hết trả mày làm gì tao? Cái gì? Ông không hết trả hả? Thiếu tiền người ta ông còn chưa trả nữa hả? Xuống xe mày không còn tiền anh em nó. Xuống xe mày. Xuống xe. Xe mày. Chơi mày. Tao nhịn thì mấy lâu nay rồi. Chơi mày. Chơi mày. Hôm nay á, tao nói thiệt với mày, tao với mày sẽ ân đoạn với tiền. Ok luôn, chơi luôn đi, đừng nói nhiều nữa. Ôi. Đại bạn tung cân. Trời ơi, nãy giờ tôi nói chơi mà ông làm gì dữ hả? Khá đó là tôi nè. Khi tụ điện thì chuyện vô luôn đích. Chồng này mày được. Cái gì vậy? Khi tụ điện thì chuyện vô luôn đích. Hôm nay thằng này nó ăn cái gì mà nó túi với anh. Không xong, không xong rồi. Đại bàng chạy trốn. Đố mày bắt được tao à. Không có ai như mày luôn mình. Không có ai như mày luôn. Thiệt, có 5 triệu mà mày đánh đổi tính mạng của mày, đánh đổi tình nghĩa anh em. Người ta có câu cho mượn tiền, mất bạn là có thiệt. Trong lúc khó khăn mà bạn mình nó chịu giúp đỡ mình đó, nó cho mình mượn tiền, giúp đỡ mình vượt qua cái lúc khó khăn gian nan, thì nó là một người tốt á, nó là ân nhân của mình luôn á. Cho nên là đừng bao giờ giật tiền của nó nha. Đúng rồi các bạn có một người như vậy á, các bạn rất là hạnh phúc cho mình luôn á. Thì á, ví dụ các bạn đi đang gặp hoạn nạn thì có người khác giúp đỡ bạn thì vậy rất là tốt luôn á. Sao hôm nay mày nói hay gì vậy? Mình cũng có câu này nữa nè anh em. Cái câu này á, hồi xa xưa tao có câu á. Mình lấy cái gì của người ta thì sau này mình cũng bị mất thôi. Mình phải mất cái gì của mình á. Thôi video của anh em mình đến đây cũng kết thúc rồi. Anh em nhớ cho một like, một subscribe và đặc biệt đăng ký kênh cho anh em mình nghe. Chào tạm biệt các bạn nha. Tạm biệt các bạn. Lại ông đi qua lại bà đi lại. Bố ý cho vài đồng đi kiếm gì ăn. Tới giờ không được ăn cái gì, đói quá rồi. Hôm nay mình đi mua bánh ăn đi dành cả tháng rồi tụi mình chưa ăn đó. Em có 10.000 ấm túi nè. Đi.
Mấy con ơi. Chú đã hẹn chú mấy con á, chú năm mà chưa tắm nữa. Lấy nước rồi mà tắm, tắm xong thì bị mấy con nhỏ nó quýnh chú, nói chú hồi hám. Mà công nhận chú cũng hồi hám. Mấy con có tiền không cho chú đi mua đồ ăn sáng rồi, đói quá. Có 10.000 à cho ổng sao đủ tiền mua bánh chị? Thôi kệ đi Vinh, dù sao thấy ông đó cũng tội nghiệp. Với lại á mình nhịn ăn bánh được mà. Thôi cho tiền ổng ăn cơm đi. 110.000 đó. Cảm ơn con. Rồi ok đi. Cảm ơn mấy con nha. Công nhận trên đời này có hai đứa nhóc này thiệt là tốt bụng. Vinh, người ta tội nghiệp nghèo khổ đừng có chê người ta. Em hiểu rồi, thôi đi chị. Đã đi ăn xin rồi còn nắng nữa trời. Hay mà mình nói thiệt chứ, dịch bệnh giờ nó bùng phát ra, tao nói dân nhà nó nghèo khổ dữ lắm rồi. Ước gì có thuốc mình sẽ đi phát cho dân lành, cho chúng sanh về ba tánh được khỏi bệnh. Hay, không biết thuốc ở đâu mà chữa bệnh cho các dân ba tánh này. Đau đầu quá. Tại sao con khóc? Ai đây? Ôi, bụng ơi. Trời ơi, sao biết nó tại sao mình khóc dữ vậy? Nói bụng nghe nè. Ta nói dịch bệnh thì bùng phát, dân chúng với ba tánh ta nói nghèo kiết xác lưu bệnh hàng ngày thì chết mấy ngàn người không rồi bụng ơi. Khổ quá. Thực sự ta thấy chuyện này cũng khổ quá, ta đang tìm người nghiên cứu thuốc đây. Thôi, hẹn con làm sao nha, khi ta có thuốc ta sẽ cho mọi người. Cho con nữa. Cảm ơn ông Bụng nha. Ông Bụng nhớ có uống sớm sớm nha ông Bụng. A few moments later. Ta tới rồi đây, ta có đem thuốc nè. Ui, ông Bụng, Bụng. Ta có thuốc mình là ta xong, để ta cho con một viên. Thôi ông Bụng ơi, con nói ông Bụng nghe điều này nè. Là ông Bụng đưa thuốc cho con đi, rồi con đi phát cho dân làng. Cái vợ con hay vậy hồi á, hả má đi ăn chậm á, cả chăm thẳng với con mà con chạy hết nó luôn á. Chính là vợ con chạy nhanh quý vậy. Đúng rồi. Mà con đừng có đi ăn chậm nha. Dạ, con biết rồi. Con đi ăn chậm. Bây giờ là con giúp ta phát thuốc cho nhân làng đi. Giờ là tình hình nguy cấp lắm rồi. Thôi, đi ba ông Bụng nhiều nha. Cảm ơn Bụng. Con nhớ đi lẹ lẹ nha. Dạ, bảo trọng. Hy vọng làng này nó phát nhanh nhanh cho mọi người. Hồi nãy ông Bụng mới cho mình cái thuốc để giải mấy cái dịch bệnh. Suy nghĩ á, nếu mình cho không á thì cũng không có được. Giờ mình sẽ đi bán được có tiền. Là mình sẽ hết nghèo, hết gớt một tơi rồi. Bây giờ giàu rồi, giàu to luôn. Đem đi bán thôi. Mà để suy nghĩ coi bán bao nhiêu một viên ta. Nếu cái viên này bán mà đắt, mình cho nó 1 tỷ một viên đi. Được. Đi. Thôi, bây giờ. Từ. Mấy người dân này cứ từ từ thôi. Phải ăn thuốc nha, ở đây á, một viên là 1 tỷ nha. Từ từ nha, trời ơi. Gì mày? Mày mua thuốc không? Có tiền không? Có tiền không hả mày? Thằng này á, nhìn mặt nó vậy, nó mặc đồ vậy, có tiền chứ chạy. Đây chắc là cái bàn này. Thì đâu? Á đù. Tao bán ở đây là tiền tỷ chứ không phải mấy đồng đẹp lẻ nha mày. Mày không có tiền gì, cuốn đi mày. Á đù, thằng này nó xạo chứ trời. Đã không khí nó cũng tới hiền nữa. Thằng này nó sắp chết rồi nè. Ổ của em có bán thuốc không? Á đù. Nhìn từ trên tới dưới thấy mày cũng đẹp trai á. Ủa, mà mày có tiền mua thuốc không? Trời ơi, nghĩ sao không có, không có tôi lại đây làm gì? Trời ơi, cái này tao nói thiệt mày, cái này sao? Tiền tỷ á, mấy thằng nghèo nghèo như mày biết mày. Ghê hả? Mày khi ghế tao hơi bị quá rồi đó. Nhìn nè, nhiêu đây là đủ mua thuốc chưa? À, nhiêu đây là đủ mua mày luôn á, chứ đủ mua thuốc gì. Cũng nhiều á. Ủa mà ở trong một cái thẻ có nhiêu tiền mày? Nói ra hơi bị quá rồi đó. Một cái hẻ trong đây á, chứa hơn 100 tỷ đó. 100 tỷ luôn hả? Ê, ừ. Tao nói mày nghe này nè. Sao? Có gì mày bắn qua cho tao với nha. Ok. Chắc nữa tao bắn mày qua rồi, đưa thuốc đây. Đưa thuốc hả? Mày mua mấy viên mày? Mua hết luôn. Mày mua hết 100 tỷ luôn nha. Ok, 100 tỷ một thẻ, ok. Vậy mày đưa tao thẻ này cho mày nè. Ok. Lộn, mày bán luôn á. Rồi, biến lấy mày. Ok. Ủa, ông lão này bị gì vậy? Ôi chắc ông lão này bị bệnh nặng rồi, sắp cũng có tối rồi. Mình có thuốc nha, hay là mình cho ông lão thuốc đi. Chứ lại mình có thuốc nhiều quá mình xài đâu hết đâu. Đúng rồi, mình phải cho ông lão. Ông lão, cho ông thuốc à.
Đây, ông uống đi cho khỏe nha. Người ta có câu giúp cho người là cũng giúp cho mình á, mốt ông lão giúp cho con nha. Thôi ba ông lão nha. Ta có 100 tỷ trong tay, ta sẽ mua nhà lầu chơi. Vì mấy con nô lệ của ta. Còn cái nhà cũ nát này, làm cái gì? Dũng đi, tóc giả này dũng đi. Ta sẽ đổi tên mình, không còn là Hành Sùng Giang Mai nữa. Cái tên, gì ta? Hành Sùng Dubai. Ông chủ, bán cho ly xâm banh đen nha, xâm banh đen mới chịu à. Cái này quý khách. Đây. Ủa hử rồi. Được, được. Ngon, ngủ ngon, ngủ ngon. Cho ông để nha. Ủa mày lần nào à? Hồi xích qua đi để tiểu lệ kể cho huynh đệ cho. Mày đụng vô áo tao, ơi, nước của tao cho mày uống mày. Tầm đi. Trời ơi, nói chuyện với huynh đệ khác nước, không cho uống nước kỳ nha. Uống cái gì? Đúng rồi. Đạo này á, uống một mình không có vui đâu. Ông chủ, bán tôi ly xâm banh đen nữa đi. Đúng rồi. Chưa hết muốn của tao. Rồi nghe. Thằng này, mày có chuyện gì mà nói tao nghe coi. Tao nhìn thấy mày quen quen. Cái mùa này tao không bao giờ quên được. Mày chỉ là hạt sùng ăn xin chứ đâu. Cái nickname đó tao bỏ lâu rồi. Tao lấy cái nickname mới, mày biết gì không? Sao mày không nói sao tao biết? Quên nữa. Tao Hạch Sùng Dubai. Cái gì? Ghê ông nội. Tao thấy mày có gì đâu mà Dubai. Nói mày hồi á. Tao giàu nhất cái vùng này luôn á. Trời ơi, tưởng gì. Chứ chết đâu nha. Mày bán hút cho tao 100 tỷ thì mày được 100 tỷ thôi. Sao mày giàu hơn tao được? Tao nói thiệt cho mày biết nè. Rồi. Từ khi tao bán thuốc cho mày, tao có 100 tỷ. Tao đi cho đi vay lần lãi á. Mày cho vay lần lãi? Sao mày ác nhân như vậy? Nhưng mà mày không giàu bằng tao đâu. Nói sợ mày buồn thôi, chứ tao nói cho mày nghe nè. Không. Cái nhà tao đang ở á, tao muốn tự tử. Sao nữa? Mà tao nhảy từ trên xuống dưới á, tới ngày mai nó mới tiếc đất á mày. Có bị nổ không nội? Tao nói thiệt á. Tưởng gì? Nhà tao giàu tới nỗi mà mua mấy kho kim cương luôn. Biết sao không? Tại chói mắt quá. Tao mua kim đan này nè, để cho bớt chói mắt á. Mày cái nổ không mày? Mày lấy ra cho tao coi đi. Thôi, vậy mày lấy ra cho tao coi nhà mày cao nào. Ok mày. Thôi hai ông á, hai ông cãi nhau hoài à. Bây giờ mình thi của cãi đi. Ai thua sẽ chung cho người thắng 10 ký vàng, chịu không? Ok luôn, này nhỏ à. Rồi, hẹn ngày mới chơi liền. Ok. Đừng để hô tôi ở nhà hơi bị nhục á. Rồi tôi đi về đi, ông nhớ trả tiền ngủ đi nha. Ba đầu dữ à. Cuộc thi bắt đầu nha. Ai có tài sản gì quý giá nhất của mình đem ra luôn, chứ không có nói miệng nữa. Bắt đầu. Không trước đây. Ok, tụi bay, đem vàng vô. Tưởng tao không có hả? Anh em, rinh vàng vô. Được. Hai ông này cũng vàng giống nhau đó. Vòng tiếp theo. Tới vàng mày cũng có nữa hả? Cái này để coi mày có không. Chủ quán, dọn dọn cho nó rộng rộng rồi. Tụi bay, đem xương khủng long lên đây. Xương này tao nói thiệt mày, cái này là cả 100 triệu năm rồi đó. Để tao coi kỳ này mày chống nổi không. Xương khủng long nữa con. Cho mày tới ông chị mày luôn. Cái bộ xương khủng long này hơi bị khủng á. Nè, khủng long ảnh có không? Mấy người khác thì tới không chị? Tôi hả? Không hành đệ. Để tới đâu? Để em lên. Trời ơi, mạnh có luôn à. Xương khủng long quá dữ. Trời ơi, hai người đúng là ngang tài ngang sức. Sao cái gì mà cũng có vậy? Bây giờ nâng tiền hiếu nó đi. Không phải 10 ký vàng nữa. Bây giờ thằng nào có cái gì thì cho thằng đó hết luôn. Chơi không? Thằng Hạch Sùng này, nhà nó giàu rồi chứ. Cái gì cũng có. Giờ sao ta? Khoan, tôi đi tiểu cái rồi chơi được không? Thôi ok. Thấy tao phải sợ té đáy quần chứ gì. Ây da, giờ sao chưa lại nó đây? Nhà nó đã giàu rồi. Cái gì cũng có, ngọc ngà, châu báu, vàng bạc. Giờ sao lấy tờ? Vậy sao đây? Sao ta? Ủa, ông ăn xin hả? Làm sao? Cảm ơn ông ăn xin nha. Cảm ơn. Có cách rồi, đi thôi. Trời ơi, tao đã trở lại rồi nè, cảm ơn nha. Cảm ơn cho tao đi tiểu à. Rồi, cuộc thi bắt đầu. Mày ra trước đi, tao cho mày luôn á. Ok. Chủ quán nhớ làm chứng nha, ai thua và hết tài sản luôn nha. Đúng rồi, ta người uy tín nhất ở đây mà, ta là chứng điện tạm đi. Tin tưởng lắm á. Đây.
ông có cái ca này không? Ca này tim nó là bị nứt rồi nên tôi cọc kẽm vẫn xài được nha. Rồi, thằng Sùng Dubai có cái ca bể mà cọc kẽm xài được không? Xài tôi cái gì quý giá, ai ngờ cái ca cục kẽm. Xin lỗi mày á, hồi đó tao đi ăn mài á, tao có cái chục cái ca nè mà tao đốt hết rồi. Ủa, chết cha, mình đốt hết rồi lấy gì lấy ra ta? Rồi xong. Hay da, giờ không có tính sao đây. Mày có không? Mà mày suy nghĩ gì lâu dữ vậy thằng khứa kia? Thôi thằng Sùng Dubai có không? Nãy giờ đợi lâu quá rồi. Có không? Cái ca là hả? Cái ca ăn xin cục kẽm này, vàng bạc châu báu, tất cả cái món đồ thế giới này mình cũng có. Tại sao cái này lại không có? Rồi, Thạch Sùng Dubai không có. Theo thể lệ cuộc thi, hết tài sản của Thạch Sùng Dubai sẽ đem về cho tỷ phú Mạnh. Yeah. Ủa, Thạch Sùng Dubai sao biết anh con anh Lặng rồi? Chẳng lẽ là trời chân phản hả? Cái gì cũng vậy, tao nói mày rồi mà mày không chịu nghe. Sống trên đời này là phải tốt bụng. Như tao nè, tao là sống tốt bụng đó. Còn mày tham lam quá nên bị trời trừng phạt là phải rồi. What's your name? How old are you? Trời ơi, em đang làm gì ạ? Em đang học tiếng Anh. Trời giỏi quá. Đây, anh hai có cái này nè. Em có tin là anh hai luyện thành nhất dương chỉ của đoàn dự chưa? Không đâu. Không tin hả? Không. Không tin, để anh làm này cho em tin. Anh đã luyện thành nhất dương chỉ. Em không bao giờ tin đâu. Được rồi, đi ra đây, anh làm cho em tin. Nè, thấy cây vú sữa này bự không? Bự, rất là bự. Trời ơi, cái gốc chả ba lửa luôn. Mà tự nhiên anh chỉ cây vú sữa chi vậy? Bây giờ anh sẽ dùng một nhất dương chỉ như vậy, một ngón tay thôi. Anh sẽ đẩy một cái là vú sữa ngã liền, em có tin không? Không, không tin là khó tin quá. Được rồi, đứng xa ra. Rồi em coi anh vận công đây. Tuy là nhất dương chỉ nó gọn thôi, phải vận công một hồi nó mới lên được. Là anh đã luyện được thành cái chiêu nhất kim chỉ chưa? Em tin rồi. Ôi, má thiệt luôn. Coi nè, chỗ này nó láng luôn á. Nhất kim chỉ gì mà xịn dữ. Thấy không? Láng như cưa luôn bộ. Wow, anh hai học ở đâu mà hay vậy, chỉ em với. Từ đây. Trời ơi. Sáng giờ đấy. Học bằng cái này nè. Hèn gì nó láng lình ở đây luôn. Chứ gì nữa, cưa sáng giờ mà biểu đựng láng. Trời ơi, cây vú sữa này nó gốc bự thiệt luôn á. Cưa như đây chắc tới chiều á. Thật ra là mình cưa thôi, mình ghép lại á. Chứ chưởng gì đâu ra tầm này. Phải kiện cha. Trời xanh mây trắng nắng vàng. Ủa mà tại sao cha lại chịu tập ba tụi con lại đây chi vậy cha? Cha cũng biết rồi đó, con đâu ưa mấy đứa này đâu. Con đá mấy này giờ. Cha, chứ tôi sợ anh à. Mấy anh này hỏi ra đầu quýnh lộn à. Mày láo láo hồi tao đá cho mày một đá bây giờ. Ê nữa, cút mày. Bắt mấy anh đó có cha này nè, đánh được không? Cái đứa này hỏi tụ tập lại cái là cãi lộn à. Hôm nay cha triệu tập các con lại, có một chuyện quan trọng muốn bàn nè. Có chuyện gì vậy cha? Các con đã biết rồi đó, cha này đã tuổi cao sức yếu. Vậy là cha sắp gần đó sao trời rồi hả? Anh cả này nói bậy không à, cha sắp băng hà rồi đó. Ủa? Trời ơi, anh cả với anh ba nói bậy làm như hoàng thượng vậy. Cha sắp đi xa chứ không phải ra băng hà. Cái đứa này được cái nói bậy là giỏi hà. Nhưng mà bây giờ cha có một chuyện quan trọng như vậy nè. Cha muốn chia tài sản cho các con.
Cha cũng đã già rồi, giữ cũng không làm gì. Cha nghèo như vậy làm gì có tài sản. Cái con khinh thường cha hơi quá rồi đó. Cha có 100 hũ vàng của ông cố nội để lợi. Bây giờ chuẩn bị khui ra nè. Ủa vậy? Trời ơi, cha không nhớ hả? Ngày nào con cũng cho cha ăn đùi gà nè, đút vô đó, xong còn cho cha uống nước đó. Còn gì bằng nữa, không chi con đi. Chi con đi mà. Ba, phải cho hũ vàng hết cho con nha. Tại vì con á, đùi gà con mua, con mới đưa cho anh cả mới làm cho ba ăn đó. Chứ bà chi con hết 100 hũ được rồi. Ủa, tiền mua đùi gà là của em mà. Không có tiền vậy sao mấy anh mua đùi gà được? Thôi mày đừng sợ mày ơi, mày con nít con nôi mày làm gì cái tiền nữa chắc, coi. Em lại bác sĩ. Tao quên nữa. Hai mình mới mạch trong viên hồ lấy ra tiền. Quên nữa. Chị con đi. Đứa nào cũng dành phần thưởng cho mình hết á. Thôi được rồi. Cha sẽ có một cái bài kiểm tra nho nhỏ. Đó chính là đứa nào lên rừng bắt được con cọp tên về thì hết tài sản sẽ thuộc về đứa đó. Chịu không? Dạ chịu chị ơi. Ơi được á, được á. Nghe nói á con cọp tinh nó hiền lắm. Nó gặp ai nó cũng cắn nó giết chết nó đó. Thôi anh đi trước đây. Bây giờ mấy em no nói chuyện đi, anh đi lấy bài ở đây. Mấy cái đứa con này đứa nào cũng tài giỏi hết nhưng mà không có biết đoàn kết là gì. Hy vọng là bài học này nó sẽ rút ra được kinh nghiệm. Rồi tới rồi. Bây giờ anh là anh cả, là anh là người đầu tiên bắt cặp tinh trước. Bây giờ mình bài trắng thì đen đi. Thôi đừng có bài trắng mà đen lâu lắm. Bây giờ ai phát hiện cặp tinh trước thì người đó bắt cặp tinh đi. Ok, chia ra, chia ra. Thôi nãy giờ tìm không thấy cặp gì hết trơn. À thấy con cặp rồi. Dòng còn phép thuật thông chế. À quên nữa, mình chỉ thông chế được thôi chứ chịu đâu quánh được tao thôi chạy. Lúc từ nãy giờ không thấy con cọp nào hết trơn á. Ôi, em muốn bị con cọp chứ kìa. Ôi, thịt con cọp nè, con cọp bự cho bá luôn. Thịt nó dài lắm á. À, tao thấy mày rồi, kỳ này mày tới không chị mày với tao rồi con cọp tinh. Con lòng tiết chiếu nào, đợi bạn tung canh. Trời, con cọp đi, mày không có lộn mũi mày. Chạy. Công nhận không làm có ăn là có hệt luôn. Mình á, mình chỉ ngồi đây thôi. Còn hai đứa em của mình á, nó ngu quá. Nó đánh trước, còn mình đánh sau. Tại sao? Tại vì mình biết á, hai tuyệt chiêu của em mình á rất là yếu. Còn mình chỉ cần ra cái là lụm tiền rồi là có được kho vàng rồi. Trời quá thông minh, quá thông minh mà. Anh cả ơi, con cọp tinh này nó mạnh lắm. Anh cả chạy đi. Chạy đi. Chạy hai em chạy trước đi. Để anh còn lại để anh lo. Thấy mày rồi, tuyệt chiêu đi tụ đen chuyện chuyện vô đó. Cái gì, tuyệt chiêu của mình mà không ảnh hưởng đến nó hả? Con có lụm mũi rồi, chạy sao chờ mình chơi không lại. Thôi chạy. Con cọp tinh này nó mạnh dữ lắm á. Con cọp này nó không phải dạng vừa đâu. Chứ gì nữa, con cọp này á, anh còn chơi không lại, nói gì hai em. Thế bây giờ mình hợp sức lại đánh đi hai anh. Hợp sức lại thì còn được á, đoàn kết lại. Nhưng mà tôi với anh đâu có ưa nhau đâu mà hợp sức. Trời ơi. Để hợp sức lại đi. Hợp sức lại đi, yên tâm đi, đoạn này là sẽ thành công. Tại vì hổng á, mình đi solo nên mình chơi không lại là đúng rồi. Vậy ba anh, cả anh em nhà mình hợp sức rồi đi. Vô. Rồi. Yeah. Yeah. Đi thôi, chiến. Thấy con cọp tinh rồi kìa, để em làm trước cho. Dòng tròn không chơi. Hay quá chị ơi, cảm ơn nha. Đại hoài tung canh. Đi thủ đi chị, thủ đi. Anh quên rồi kìa. Yeah. Anh rồi hả? Anh rồi. Thôi. Để anh phù hợp cho. Đi. Thôi. Dòng tròn. Thôi, bây giờ về nhà lấy vàng đi, về nhà lấy vàng đi. Đi. Dạ, con đã vun thuộc được con cọp tinh rồi. Cọp tinh con để trong đây nè. Các con của ta thật là giỏi. Cha ơi, con là người có công nhất nên cha phải giao hết tài sản cho con đi. Ông ba anh đừng có xạo nữa. Cái con cọp tinh nè, em không phụ lấy gì anh bắt được. Thôi mấy anh đừng có nói nữa, không có không chế vậy sao mấy anh bắt được. Vẫn được, không công xí, cha bắt được con. Không, cha dẫn cái con đi cha. Cứ dẫn cho con đi, con tin cha.
giờ này mà các con cũng chưa hiểu được hả? Ai, ta có cái bó đũa này, rút một cây ra, đứa nào bẻ được cây đũa này nè. Ai, để con cho, để con cho. Em đâu được đâu. Giờ làm sao cha? Bẻ thử đi. Bẻ hả? Dạ. Trời, cái chuyện này đơn giản với con quá. Trời, anh làm chẳng được. Đây, một bó đũa, bẻ một lượt đi. Cái gì? Một bó hả? Để anh, mấy em tránh ra. Mấy này bình thường rồi. Thôi, bẻ đi. Anh yêu quá. Anh đi ra đi, em, cầm đi. Yếu xìu quá. Em. Sao, em làm được không? Thôi mấy anh yêu à, nãy em chỉ có em làm mới được thôi. Trời ơi, từ từ đã chút. Ê, anh với con không làm không được, nói gì với em? Không được. Thôi giờ sao ta? À, chắc đủ này đủ mới mua nên mới cứng á. Tụi con đã nhận ra được bài học chưa? Tách riêng một cây đũa thì rất là dễ bẻ, nhưng nhập lại một bó đũa thì không tài nào có thể bẻ nổi. Nếu mà các con cứ chia rẽ như vậy thì sẽ có ngày bị giết vong mà thôi. Hãy đoàn kết với bó đũa này. Đó, đoàn kết là sức mạnh, không một thế lực nào có thể bẻ gãy nổi. Anh nghe cha nói cũng rất là có lý. Hàng gì người ta có câu một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành ba cây. Ủa, anh nói sai rồi, chính là lên thuận núi cao. Đúng rồi, làm lại thôi. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại lên thuận núi cao. Anh đem cho cá ăn hả anh Hai? Ừ, thấy nè, còn hỏi nữa, anh cầm cho cá ăn chứ không lẽ cho gì ăn. Lúc trước anh Hai nói em được lãnh thưởng là anh Hai tặng cho em chiếc xe đạp điện mà, vậy anh Hai tặng đi. Ủa mà lãnh thưởng sao không thấy giấy tờ, giấy khen gì trơn á, lãnh thưởng không tin chút nào. Đợi em chút đây. Đi nè, đi nè. Cái gì đấy? Cái khen đó. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện. Ủa, cái tên dài dữ vậy, thường học sinh giỏi, học sinh khá, tiên tiến, dài dữ vậy, vậy là này là xuất sắc hả? Chứ sao nữa? Rồi mới giờ nó thay đổi dữ vậy hả? Chưa, giờ tặng đập điện đi. Giờ không có tiền. Thôi để năm sau đi, anh mót, giờ không có tiền. Thôi vậy còn heo đất của anh Hai đó. Ừ, con heo đó để dành lâu đi lắm mà, rồi. Anh Hai nói tặng với chiếc xe đập điện mà. Giờ đập con heo đó ra tí chứ lắm. Đi. Không lẽ anh Hai lớn rồi anh Hai thất hứa với em? Ừ. Em nói cũng có lý, lớn rồi phải giữ lời hứa. Đúng rồi. Nhưng mà con heo đó anh để dành lâu lắm rồi đó. Mà không biết nó đủ tiền không nha, hên xui nha. Ok, nghĩ xem mua đổi chiếc xe đạp điện là được rồi. Đi. Ừ. Trời ơi, heo vàng sắp tạm biệt nó rồi. Rồi đập đi. Đây, đập. Ê, cô đập nhẹ nhẹ chừng nó bể nha. Rồi, để em đập cho. Ừ, để anh đập cho. Ờ, đừng của anh không dám đập mạnh đâu, anh đập nhẹ. Đập đi. Trời ơi, đập vậy sao mà bể. Anh đất em nè. Wow. Ủa sao như đây cũng được á, có biết đủ không ta? Đâu hay bây giờ mình đếm đi. Để dành 3 năm nay mới được có 10.398.000 à. Đúng mua xe đạp điện rồi. Nhưng mà lần này á là tiền mồ hôi nước mắt em ráng xài kỹ nha. Ok. Mà năm sau không giỏi nữa anh lấy lại. Ok, em sẽ cố gắng học. Gắng học nha. Thôi giờ đi mua đi. Đi. Quá trời xe luôn rồi. Ê, mấy chiếc xe này lửa đi. Xe điện nè. Xe đẻo không hết. Bận quá hả? Rồi từ đi vô trong thôi con. Xe lửa hết đi. Xe nào đi chứ đâu. Xe đó đi chứ lửa. Hai chiếc nhỏ vậy à? Mấy chiếc tụi kia sao không mua luôn chiếc nhỏ xíu rồi? Em thích mấy chiếc xe nhỏ gọn à, chứ mấy chiếc xe kia bự với gườm ghề kinh không có nổi. Rồi vậy thích chiếc nào ở đây lựa đi. Nè hả? Ừ. Thích chiếc màu xanh chứ phải màu đỏ phải không? Ừ, màu xanh đi. Rồi thôi bây giờ mình sẽ lấy xe này. Dạ. Nhưng mà hỏi lại coi giá nó
thì gấp mình. Trong đây là nó có biên thẳng chưa anh? Là phải chạy. Giờ anh tháo chỗ bình ga gấp, lấy bình gấp vô. Thầy gấp vô là xài liền hay là phải sạc lại? Xài liền luôn. Rồi người ta ráo xong rồi chạy về đi Giang. Rồi Giang chạy về đi. Em chạy không được. Thôi vậy gọi sao anh chở cho. Rồi chưa đi nha. Rồi đèn nữa nè. Đó. Rồi đèn quá hả? Đúng xịn luôn á. Rồi chạy thử không? Leo lên. Rồi có cái phục nữa nè. Ủa có cái bánh canh nữa nè. Rồi đã quá hả? Sao anh chạy thử không? Vinh chạy thử đi. Mới mua chạy lỡ chưa cua hàng Trang chạy trước đi. Chị lên xe chị chở cho. Rồi Vinh leo lên sau. Ôi trời phê quá. Ủa cái xe đạp điện này mua mấy triệu chị vậy? Xe này chị mua 9 triệu đó em. Ủa dữ vậy? Thôi bởi vì xe đắt tiền có vậy em có khác. Ôi đã quá đã luôn rồi. Xe đẹp gì chứ có rửa không? Nãy á giờ đi dọc đường á mưa á rửa hết rồi em. Đúng rồi nãy mắc mưa nè, thấy em thấy không? Văng tùm lum luôn nè, rửa rồi không có rửa nữa, rồi đem vô cất. Vô. Thôi em không chịu đâu, rửa là phải rửa trà sữa với lại rửa nước ngọt rồi chứ. Vậy hả? Dạ tính ra Trang giờ mua xe này khô máu quá. Thì giờ mua chứ sao? Rồi tốn nữa hả? Đi mua. Rồi, em chở đi. Em đi đợi nha. Thôi. Đi thôi. A few moments later. Rồi, tới rồi. Trà sữa tới rồi đây. Ủa sao anh không mua phần của anh luôn? Trời ơi, anh muốn ké được rồi. Mất tiền rồi. Chia. Thôi đi lại băng đá đi. Đi Vinh. Banh nha. Ôi trời. Tiếc đỏ tay hết nha. Rồi bỏ vô uống đi. Chị rửa rồi nha, mốt Vinh mua xe đạp điện Vinh rửa lại chị nha. Dạ. À quên nữa, tiền này là tiền của anh hai cho anh hai uống trước nè. À uống miếng là đã thèm à. Ngon không? À Trang nãy anh thấy em chạy đảo chưa có đành á. Thì bữa nào mình đi ra mình tập chạy lại đi. Dạ. Rồi Vinh đi luôn không? Dạ, đi. Em cũng muốn chạy xe đạp điện nữa chị ơi. Chừng nào á chị chạy lành rồi chị chạy em luôn nha. Dạ. Cái đường này tập chạy là đúng luôn à Trang? Đúng rồi. Em thì tập chạy xe đạp lớn. Ủa? Em chạy gành rồi mà. Ủa em quên rồi. Em tập chạy xe đạp điện của chị. Ừ. Giờ em tập luôn đi. Chị tập gành rồi. Ok. Rồi bây giờ là anh Trang chạy trước thôi nha. Thôi chị chở em được không? Được. Rồi lên coi chạy sao. Ôi ấy thiệt. Một khi các bạn Trang em chạy nè, em phải để hờ cái tay nghe thắng nè, lỡ đụng chuyện mình thắng là được. Dạ.
chạy đường thẳng này không có cứng tay đâu. Bây giờ là mình sẽ chuẩn bị tập theo cái đường quẹo quẹo đi. Ôi, chị chạy được không chị? Được chứ. Em nghi chị quá à. Chở theo Vinh á, Vinh dám ngồi sao rồi cũng hơi bị can đảm á nha. Em sẽ gây ấy hết sức cân bằng để coi chị có chạy nhanh không. Em tập nãy giờ gần rồi anh Hai ơi, em không cần tập nữa đâu. Không cần tập nữa hả? Đúng rồi. Vậy em là... bây giờ cho Vinh tập đi. Không, nhưng mà để tốt nghiệp được anh sẽ cho em một cái bài lương. Đó, tại khi mình chạy ngoài lộ không có lúc nào cũng đường thẳng vậy đâu, mình phải quẹo tới quẹo lui đó, cho nên là mình phải lượn nữa cho nó giống giống với mấy cái tình huống đó để cho nó cứng tay. Rồi để anh sắp xếp chứng nhận vật nha. Thấy mấy trái dừa anh đặt không? Thấy. Bây giờ hai đứa đi lượn qua lượn lại vậy đó. Dạ. Rồi em trước cho. Rồi Vinh trước đi, Vinh chạy cành xe đạp rồi. Đấy. Ồ hay ta. Hay ta. Rồi. Rồi Vinh coi như là có bằng lái xe đạp rồi đó. Thì cứng rồi giờ tới Trang à. Đó, xe đạp điện là mới khó à. Rồi chạy coi. Được không đây? Được không Vinh? Đón hơi đi Trang chạy được không? Ủa sắp được kìa. Rồi. Trời ơi, tại chị quên chạy á, trước ngày giật cuối cùng chạy qua luôn. Chị giỡn mà chị kiếm chuyện. Chị nói thiệt mà, chị quên chạy đó. Chị giỡn thì chị chạy lại đi. Ừ. Ok. Mời giờ chạy lại nè, chạy lại mà suôn sẻ coi như bỏ qua. Rồi đi đi. Vinh lái xe ra Vinh. Nè, bắt đầu tính rồi nha, tính rồi nha. Đó. Lần cuối đó. Rồi hôm nay. Yeah, ra rồi. Mặc dù hơi khó khăn nhưng mà cũng được rồi. Vậy em lấy được bằng lái xe đạp điện chưa anh Hai? Chưa, mới gì lấy được gì. Khó lắm. Để làm một chuyến gì là cuối nha. Bây giờ là thử thách cuối cùng và cũng là thử thách khó nhất. Chạy xong này có bằng lái luôn. Là thử thách chạy chữ S trên bãi cỏ này. Ok, chạy lên bãi cỏ là dễ rồi. Em chạy hoài. Đúng rồi, nếu mà thử thách có anh không thì quá dễ rồi. Nhưng mà bây giờ là thử thách có thêm thử thách của anh Bãi nữa. Trời ơi, ghê vậy, trời ơi, anh Bãi. Ủa, anh Bãi đâu em không thấy? Rồi, chưa, một cục, hai cục, ba cục, bốn cục. Ủa, nhiều chứ hả? Anh Bãi luôn. Wow, thử thách hơn hấp dẫn rồi đó. Anh Bãi này đại diện cho sự nguy hiểm của mình lúc mình tham gia giao thông nha. Đó, phải chạy là phải tập trung, cẩn thận, không có chạy ẩu được. Rồi, chạy ẩu là Trang sẽ bẫy liền. Dạ. Vinh trước đây. Thôi chị tới chị đi. Rồi, Trang chuẩn bị nha. À, có gì chị đạp anh bẫy dưới rồi em đạp sau. 1, 2, 3, bắt đầu. Rồi nha, cẩn thận nha. Cái này không có đùa được đâu á. Đó, trống chân là thua luôn. Thấy có anh Bãi á, em áp lực của em chạy không có được. Thấy chưa, chạy ngoài đường là xe nhiều lắm, lỡ em thấy cũng áp lực quá, em chống chân vậy là đâu có được. Thôi được rồi, em sẽ gắng chinh phục thử thách của anh Bãi. Rồi, rồi bây giờ là dẫn xe lại kia đi. Ok. Chị Trang giỏi quá, có anh Bãi không cũng sợ. Em thử chạy đi, em biết liền à. Vừa chạy vừa sợ hồi hộp lắm kìa. Lại gắng trúng anh Bãi ha, là dơi nguyên cái bánh xe luôn á. Thôi, không có đổ thừa hết. Mình chạy cứng là mình cỡ nào mình chạy cũng được. Hồi nãy Vinh nói hay quá, giờ Vinh chạy đi. Ok luôn. Rồi, tới lượt Vinh chạy thử nha. Rồi, chạy đi. Rồi, bo vòng đây nè. Đây. Ê, chân thôi. Rồi, tới luôn. Rồi, Vinh đã đụng phải anh Bãi rồi. Rồi, Vinh rớt. Thấy chưa, chị nói rồi, có anh Bãi áp lực lắm. Thôi, chị chạy đi, để em nạp năng lượng, để lát em chạy tiếp. Ok. Rồi, tới Trang nha, Trang lần này là hết cơ hội nha, cơ hội cuối nha. Rồi, chạy đi. Rồi, cẩn thận nha. Rồi, quẹo đây. Rồi, đã vượt qua một cửa ải. Rồi, quẹo vô đó, rồi quẹo vô đây. Rồi, quẹo đây được. Rồi. Xong phim. Chưa chung. Hên quá, chưa chung. Chưa chung. Nhưng mà như vậy là đã bị rớt rồi. Không, nhưng mà không phải, em sợ chị trúng thôi. Hên quá, chưa chung. Trang đã bị rớt. Trời ơi, chị Trang gà quá, mém cái Bãi kìa. Rồi, coi như chị chịu thua, bây giờ Vinh thử chạy xe đạp điện vượt trước ngày giật đi, coi được không? Rồi, tổng kết lại á,
hai đứa không có ai vượt qua được cái chướng ngại vật này là coi như không có được đem xe ra ngoài lộ. Đi chạy đường ruộng thôi. Đó, chạy ra ngoài là gặp nguy hiểm lắm á. Anh nói hay quá, anh có bằng lái xe máy luôn à. Bây giờ anh chạy xe đạp điện vượt chướng ngại vật thử xem. Ủa, anh nói anh thử cho em chạy chứ anh chưa chạy bao giờ. Thôi vậy chạy đi để coi. Thôi bây giờ để anh chứng minh cái bằng lái của anh nè. Ồ, nói chứ mình làm thử thách, cố tình làm thử thách cho nó khó lên để tụi này nó khỏi chạy xe đạp ra lộ. Mà bây giờ là nó kêu mình chạy luôn, giờ không biết mình chạy được không. Các bạn nhớ ủng hộ mình nha. Kén anh bãi đi. Kén bãi đi. Rồi, cứng lắm. Chuẩn bị, bắt đầu. Xuất phát. Kén anh bãi đi. Thấy chưa? Thấy chưa? Tại anh mới chạy lần đầu thôi, là đến lần hai nè anh mới chạy được. Ờ đúng là có anh bãi vô áp lực thiệt luôn á. Thấy chưa, em nói rồi, giờ anh chạy lại đi. Để coi đây. Kén anh bãi đi, kén anh bãi đi. Có chưa? Thấy chưa, bằng lái của anh lấy được cho nên là chạy qua đây khỏe luôn. Nhưng mà lần nào anh cũng thua mà. Đúng rồi, tại lần đầu còn hơi bỡ ngỡ. Rồi thôi bây giờ mình đi về đi. Tập cho em chạy xe đạp điện. Đúng rồi đó. Về. Đúng rồi, sẵn cho thằng Vinh chạy đạp điện đi. Rồi Vinh chạy trên đường này nè Vinh. Ủa quên lộn, Vinh mới chạy mà. Rồi bây giờ Vinh leo lên, Vinh chỉ cần quên ra là chạy thôi. Nó đạp điện nó khác, đạp sườn cái là mình run ga, mình không có đạp. Rồi leo lên đi. Anh đi ra đi, em chở anh té. Có gì em té anh định cho anh chống phụ cho. Mới chạy lần đầu mà. Rồi quýnh lên, quýnh lên. Wow, ngon rồi. Ê, đừng có lùi. Ê, cái gì vậy, chạy đường thẳng. Ủa, chạy đường thẳng. Không có quẹo. Rồi, được rồi đó, được rồi. Ở chạy này giống như xe máy vậy. Chạy xe máy rồi hả? Chạy nhanh được không đi đánh? Em chạy từ từ thôi, mới đầu vô tập chạy đừng có chạy nhanh. Ở chạy xe đạp điện này đã quá à. Nó khỏe lắm, khỏi đạp. Ủa mạnh lên luôn à. Rồi đó. Rồi, tuy là chạy được nhưng mà không được cái lộ, chạy đường ruộng. Rồi đi về. Đi về. Rồi đưa em nè. Ha. Không quên, không được chạy đường lộ mà. Rồi đi về thôi. Let's go. Tâm của anh đây dài quá Trang. Tiếc tiền không dám ra tiệm hớt luôn á. Giờ sao đây? Cái chuyện đó hả, anh hai yên tâm. Để em hớt cho, khỏi cần tốn tiền để em chốt. Này. Cái này là cái gì vậy? Tất nhiên là cái nồi rồi. Sao chơi lấy cái nồi, anh thấy người ta chơi cái tô thôi mà. Mình hớt cái nồi đẹp hơn cái tô đó. Cái này lần đầu anh thấy luôn á. Giờ sao? Dạ mình ập lên này nè. Đó, vậy nha. Giờ sao hớt hả? Em cắt nha. Rồi đẹp không đó? Đẹp lắm. Chắc không? Rồi chắc. Ghê quá vậy. Gửi xong cái anh ấy bình vững luôn á. Trời ơi, nó thấp rồi. Ê, rồi xong chưa? Chưa. Lần này còn cái chùm này nè. Em thích cái chùm này nè. Trời ơi, tóc của tôi. Rồi đó, rồi xong rồi. Rồi xong chưa, đẹp chưa? Sao cười dữ vậy? Đẹp không? Lên cái kiến rồi. Lên cái kiến rồi. Trời ơi, sao thấy nó cục cục vậy? Ủa Vinh ơi, Vinh đi học bài hả? Dạ. Để cho anh hỏi xíu, hỏi xíu. Cái đầu của anh nhìn coi được không? Đẹp không? Sao như quỷ vậy? Đẹp à? Vậy mà nó đẹp. Trời ơi, đẹp nè. Đầu nướng. Đúng mà, thôi mà Vinh nó chê rồi, không chịu đâu. Đẹp mà. Thôi bây giờ em phải sửa cho anh. Em đâu biết sửa đâu. Không giờ phải làm sửa được, anh nằm đây luôn. Đẹp, lấy
rồi, bây giờ mình phải tìm cách sửa mới được. Anh Hai đợi em xíu. Doraemon ơi, nguy rồi, nguy rồi. Tôi đã hết cái nào anh Hai, tôi xấu lắm. Doraemon có cách gì để sửa không? Trời ơi, tiêu bộ nó biết hết mà đòi hết gì vậy? Tại á, sợ tôi sợ anh Hai tốt tiền. Trời ơi, tôi có cái nào mới nè. Đâu. Đây là cái kéo thần kỳ. À, cái kiểu gì cũng thành cái đầu đẹp hết. Thì cũng phải luôn cái đầu của mình. Anh Hai ơi, em có cách rồi. Nè, cái ghế thần kỳ đó. Đó. À, có sẵn cái ghế này, anh ngồi lên đi, anh ngồi lên đi để em sửa cho. Thì không vậy. Thế. Sửa cho. Được không? Được. Ồ, được chưa Giang? Được chưa. Ồ, lâu quá vậy. Nãy giờ hơn tiếng rồi đó. Rồi, xong rồi đó. Đẹp luôn rồi đó. Nè, anh xem nè. Đó, đẹp chưa? Bảo bản anh luôn. Đẹp đó chưa? Chất lượng. Trời ơi, không ngờ tay nghề của anh Trang lại cao như vậy. Thường thôi.